Chiều nay tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, trên 450 cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch mùa hè xanh năm 2024. Năm nay, các chiến sĩ mùa hè xanh của trường Đại học Bách khoa có một tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân tại huyện Tân Hồng để thực hiện 18 tuyến đường trọng điểm với tổng chiều dài các tuyến trên 7 km, kinh phí ước trên 14 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, các chiến sĩ tình nguyện của trường còn tham gia thực hiện các công trình phần việc như tổ chức ngày công lao động, làm các tuyến đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch, an toàn, tuyên truyền và vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ nguồn nước sạch, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại cụm tuyến dân cư. Bên cạnh hướng dẫn các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, an toàn giao thông, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cùng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực khác.